Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ qua hoàng đạo tiếp theo để lấy kiếm rèn Goku và mẽ le chân lửa quê 2. Ở tập trước mình đã hướng dẫn lấy áo dâu đen rồi thì tại hòn đảo này các bạn mua giúp mình một con thuyền rồi đi tới lâu đài băng. Việc đầu tiên khi tới hoàng đảo thì sẽ bắt gặp hai NPC bán thuyền. Một NPC set hormone. Một NPC nhận nhiệm vụ kiếm tiền lên cấp. Nhiệm vụ một tiêu diệt 8 chiến binh mùa đông, phần thưởng 12.250 belly và 41 triệu S. Nhiệm vụ 2 tiêu diệt 8 cư dân ẩn náu trong núi tuyết, phần thưởng 12.500 belly và 43 triệu F. Nhiệm vụ 3 tiêu diệt 1 đô đốc băng, phần thưởng 20.000 belly và 45 triệu F, đồng thời có cơ hội nhận mele chân lửa và kiếm rèn Goku. Bãi nhiệm vụ 1 nằm phía bên phải hoàng đảo. Bãi nhiệm vụ 2 nằm phía bên trái hoàng đảo. Cuối cùng là đô độc băng, vị trí ở trên lâu đài băng. Bạn cần mở cánh cửa này để lấy mele chân lửa nhé bằng cách đánh đô đốc băng có cơ hội rơi chìa khóa. Còn ở dưới chân boss sẽ có một lối đi bí mật, trong đây sẽ có dương chưa kiếm. Các bạn cần đánh boss để lụm chìa khóa luôn. Chìa khóa mở cửa mele là chìa khóa xanh, còn kiếm là chìa khóa bạc. Để học được mele này thì trước tiên các bạn phải luyện chân lửa quê 1 lên được 400 Master Z đã, đồng thời cần thêm 2,5 triệu belly và 5.000 điểm F.
Mình thử dùng chìa khóa xanh mở được không? Chắc chắn là không rồi. Chìa khóa bảng này nha các bạn. Thanh kiếm này có thể đổi màu theo haki. Giờ mình sẽ thử chiêu chân lửa và kiếm nhé. Đầu tiên là chân lửa dạng thường chưa bật lửa. Chiêu 1 sẽ đá theo một đường thẳng, đồng thời nhân vật cũng bay theo. Kẻ địch trúng chiêu này sẽ gây sát thương và đẩy đi xa. Chiêu 2 phi đạn sẽ bắn một luồng khí từ chân. Kẻ địch trúng chiêu sẽ gây sát thương và đẩy đi xa. Tuy nhiên chiêu này khó trúng vì phạm 6 bắn nhỏ, chỉ gây sát thương diện rộng khi đánh trúng hoặc gặp vật cản. Chiêu 3 mũi khoang tử thần đá liên tục những kẻ địch áp sát gần, không đánh xa được. Cuối cùng là chiêu bật chân lửa, chiêu này sẽ cường hóa 3 chiêu đầu thêm sát thương, khi đánh chúng sẽ gây đám cháy dữ dội. Kiếm Rengoku bao gồm 2 chiêu thức, chiêu diệt quỷ sẽ lướt một đường thẳng, kẻ địch trên đường thẳng đó sẽ chịu một lượng sát thương. Chiêu 2 viêm trảm sẽ chém một đường lửa dài theo hướng thẳng, kẻ địch trúng chiêu sẽ gây sát thương, đồng thời kẻ địch đi vào đám cháy sẽ chịu mất máu. Chương trình của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Đừng quên like và đăng ký ủng hộ kênh mình nhé. Chào tạm biệt các bạn.